Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Trước La Tấn, Đường Yên từng đau khổ, si mê mù quáng người đàn ông này, nhưng chỉ nhận được trái đắng. Trước khi gặp La Tấn, Đường Yên đã phải lóng nam diễn viên Khưu Trạch và có một mối tình ồn ào với anh. Phải khẳng định rằng, La Tấn là một bạn trai hoàn hảo trong mơ của các cô gái. Anh sở hữu ngoại hình rắn rỏi, tuấn tú, đôi mắt biết cười, tính cách ngọt ngào, ga lăng hết mực. Nhiều người cho rằng Đường Yên rất may mắn khi có được tình yêu của bạch mã hoàng tử La Tấn. Nhưng ít ai biết được, khi chạm tay vào hạnh phúc này, Đường Yên đã từng phải chịu bao tủi hờn vì một người đàn ông khác, Khưu Trạch. Đường Yên và Khưu Trạch lần đầu gặp mặt trên phim trường Ba Thiên Kim nhà họ Hạ. Trong phim, vai diễn của hai người là một cặp tình nhân ngọt ngào. Sau khi phim chiếu, rất nhiều khán giả đã lên tiếng ủng hộ Đường Yên và Khưu Trạch đến với nhau vì quá đẹp đôi. Được biết, Đường Yên vô cùng si mê Khưu Trạch. Cô nhiều lần muốn công khai tình yêu của hai người, nhưng nam diễn viên lại phản đối vì lo cho sự nghiệp bản thân và sợ người hâm mộ quay lưng với mình. Quản lý của Đường Yên từng kể rằng cô rất lụy tình vì muốn đón sinh nhật cùng Khưu Trạch, người đẹp họ Đường tranh thủ từng khoảng thời gian nhỏ, bay qua bay lại giữa mấy thành phố, chỉ muốn được cùng thổi nến với người thương. Thậm chí cô không ngại trở thành người giúp việc. Đường Yên đã quét nhà, dọn dẹp, thậm chí cọ toilet giúp Khưu Trạch. Nhưng nàng hữu tình chàng vô ý, Khưu Trạch 3 lần 4 lượt thờ ơ với Đường Yên khiến cô đau lòng. Không chỉ vậy, có nguồn tin cho biết, Khưu Trạch là người đàn ông gia trưởng, cổ hủ và khắt khe. Anh thích những cô gái nóng bỏng nhưng lại cấm Đường Yên ăn mặc sexy. Vốn là người nóng nảy, anh nhiều lần trách móc Đường Yên. Còn người đẹp họ Đường ngày càng stress, tinh thần sa sút, gầy rò rõ rệt. Những người rõ sự tình đều cố gắng ngăn cản Đường Yên nhưng vì quá mù quáng, cô vẫn lao vào tình yêu với Khưu Trạch. Cho đến khi phát hiện ra bản tính lăng nhăng của anh chàng, trong khi phía Khưu Trạch tuyên bố cặp đôi chia tay vì không có thời gian bên nhau, thì quản lý của Đường Yên tức giận phản bác rằng chính Đường Yên là người luôn cố gắng dành thời gian cho mối quan hệ này. Thậm chí trong lúc hẹn hò với Đường Yên, Khưu Trạch bắt gặp qua lại với nữ diễn viên Lý Dục Phân và người đẹp lại Nhã Nghiên. Khi ấy Dương Mịch còn là bạn thân của Đường Yên, đã lập tức dằn mặt Khưu Trạch bằng cách like một status lên án nam diễn viên và công khai ủng hộ Đường Yên. Hình tượng bạch mã hoàng tử của Khưu Trạch chính thức sụp đổ sau scandal bắt cá ba tay. Năm 2015, Đường Yên vụt sáng với hàng loạt tác phẩm Bên Nhau Trọn Đời, Người Tình Kim Cương, Thiên Kim Nữ Tặc, Hoạt Sắc Xuyên Hương, khi Khưu Trạch bất ngờ đánh tiếng về bạn gái cũ. Khi được hỏi có khả năng quay lại với Đường Yên không, Khưu Trạch trả lời tùy duyên. Thậm chí anh cho biết mình và Đường Yên vẫn là bạn bè. Hành động của nam tài tử bị cho là dựa hơi Đường Yên và nhận nhiều gạch đá từ phía cư dân mạng. Còn Đường Yên luôn từ chối những câu hỏi về bạn trai cũ. Cho đến nay Đường Yên đã là ngôi sao hạng A của Cbiz, Khưu Trạch lại bao năm vẫn chìm nội nội, cố tìm cho mình một chỗ đứng. Đường Yên nay đã có La Tấn, chàng hoàng tử đích thực, còn Khưu Trạch vẫn lẻ bóng đơn côi. Nhìn lại khoảng thời gian vất vả, tủi hờn của Đường Yên khi ở bên Khưu Trạch, mới biết rằng giờ đây có La Tấn, cô hạnh phúc và may mắn đến cỡ nào. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.